Mẹ Mai Phương Thúy nói gì khi con gái khoe mặt mộc hết vía trên livestream? Mới đây, Hoa hậu Mai Phương Thúy đã liều lĩnh livestream với gương mặt không hề có son phấn hay các app biến đổi nhan sắc thường thấy. Hậu quả là mặt mộc của Hoa hậu Mai Phương Thúy đã gây tranh cãi, thậm chí nhiều cư dân mạng còn thấy sốc vì không nghĩ nhan sắc thật của cô lại kém sắc quá nhiều so với hình ảnh thường thấy đến vậy. Chính Hoa hậu Mai Phương Thúy cũng thừa nhận, mặt mộc của em cũng không đẹp đẽ gì. Tuy nhiên, Hoa hậu Mai Phương Thúy vốn chẳng phải là người cố gắng trở nên hoàn hảo như nhiều người đẹp khác, nên cô cũng không mấy bận tâm. Cô chia sẻ, nhưng em mới làm chân mày, em không còn là mỹ nhân không lông mày nữa, nên em rất tự tin vào mặt mộc của mình. Mới đây, Hoa hậu Việt Nam 2006 lại tiếp tục livestream ngay sau khi gội đầu, nhưng lần này cô đã tô vẽ một chút để gương mặt có thần sắc hơn. Sau màn livestream tai nạn hôm nọ, mình có gọi điện cho mẹ, mẹ mình bảo con đừng có livestream nữa, chắc là mẹ không muốn nhìn thấy sản phẩm xinh đẹp của mẹ trông bôi bát như vậy, Mai Phương Thúy chia sẻ. Cô cũng cho biết thêm rằng mình đang bị cảm một cách giải thích khéo léo cho gương mặt kém sắc cách đây vài ngày. Livestream tai nạn hôm nọ lên tất cả các mặt báo, mình có gọi điện cho mẹ, mẹ mình bảo rằng là con đừng có livestream nữa. Chắc là mẹ mình không muốn nhìn thấy sản phẩm xinh đẹp của mẹ trông bôi bác như vậy. Khi được một người bạn hỏi về việc phun theo lông mày chân dài, sinh năm 1988 cho biết cô từng làm chân mày từ cách đây khoảng từ 5 đến 7 năm, nhưng phần đuôi khá cao vì sợ da trùng xuống theo thời gian. Tuy nhiên, mới đây cô đã phải sửa lại để hạ thấp xuống cho ưng ý hơn. Do vậy, việc xóa đi đường xăm cũ không hề đơn giản, nên phải xóa dần dần để tránh làm hỏng da mặt. Chân mày của em ấy à? Tại vì ngày xưa cách đây 5-7 năm em có làm chân mày, thì đợt đấy em định em định cắt một ít da ở đây vì em sợ có da trùng ấy, nên là em làm cái chân mày nó rất là cao ở tận trên này này đó, còn đây đây. Thì sau đấy thì em phát hiện ra là sau 5-7 năm thì em phát hiện ra là em thích chân mày thấp hơn đó, thế nên là em mới có đi làm lại ở chỗ em rất là hello chị Trang. Em có đi lại với chỗ em thì làm cái khung lông mày mà em rất là ưng ý đây này. Hello chị Diễm, chờ em xinh cũng không đẹp bằng chị đâu chị yêu. Mà em còn nghe đồn chị còn rất gầy nữa, làm thế nào để gầy hả chị? Đó thì là, nhưng mà cái chân mày cũ không phải muốn xóa là xóa được đâu. Tại vì là còn tùy thuộc vào, còn phải xóa làm sao để cho mình không bị hỏng da nữa, và da được tái tạo được tốt, nên là em trai em tư vấn là phải xóa dần dần, sau đấy thì nó sẽ hết. Đó, đây là em có lý do là em mới có hai vòng chân mày.